Khánh, Duy Nguyễn xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương hỏi đáp của chúng ta ngày hôm nay, hỏi đáp số 577. Xin chào anh Duy Nguyễn. Chào em. Các bạn thân mến, thì như chúng ta đã biết rằng là để chúng ta có một cánh tay thon gọn và săn chắc hơn thì chúng ta thường rất hay để ý đến những bài tập tay trước và tay sau, đúng không ạ? Để cho bắp tay của chúng ta thon gọn hơn. Tuy nhiên thì nếu ngược lại, nếu bắp tay của chúng ta lại có vẻ to và cẳng tay của chúng ta lại quá nhỏ thì có rất nhiều bạn thắc mắc rằng cái sự chênh lệch này thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể làm cho cẳng tay của chúng ta trở nên to hơn và đặc biệt hơn nữa lại là với đối tượng là phụ nữ? Theo anh Duy nghĩ thì trong cái trường hợp này chúng ta cần phải khắc phục như thế nào? Cẳng tay phụ nữ to chi bạn? Tức là bắp tay của bạn thì to quá mà cẳng tay thì nhỏ quá. Vậy thì rõ ràng nó không có sự cân đối, đúng không? Nhưng mà nó nhìn nó dễ chịu hơn, nhìn nó đáng yêu hơn rất nhiều so với cẳng tay to mà cẳng tay nhỏ. Bạn là nam thì anh đồng tình, còn bây giờ bạn là nữ thì anh nghĩ cái cẳng tay bạn không phải là vấn đề lớn, nó chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Giờ nếu mà cầm dao xả cái cẳng tay bạn ra đem cân ký thì nó chiếm một phần rất là nhỏ trong trọng lượng cơ thể của bạn và cũng một phần diện tích rất nhỏ đánh vô mắt người nhìn. Nó là vấn đề mà bạn không lo. Nhưng mà nếu mà lỡ mà cái cẳng tay của bạn nhỏ thì bạn tập cẳng tay bình thường, nếu mà thích tập cẳng tay bằng cách nào, bằng những bài rô bao bự, hoặc là chúng ta có thể là cố gắng là chúng ta tập cho bắp tay của chúng ta trở nên thon gọn lại cho nó cân đối hơn với cẳng tay, đúng không anh? Khó, chuyện mà nói giờ thon gọn thì hơi khó, được cho bạn giảm cân thôi, chứ mà bạn tập tạ mà bạn tập thể hình mà bạn không giảm cân thì chuyện thon gọn là hầu như nó không xảy ra. Vậy thì đối với nam giới thì có những bài tập cẳng tay, anh nghĩ sao về bài tập tự như là tập như thế này, bài tập lên xuống cái này thì nó có tác động vào phần cẳng tay không khi mà chúng ta cầm tạ đôi? Cái này thì minh họa hơi khó hen, cái đó là cái cơ như hình như bài này. Bài này là dạng như tập tay trước nhưng mà nó có tác động thêm vào phần cẳng tay không? Không, cẳng tay nhỏ thì có, tức là cái cơ cẳng tay của bạn nó có hai phần, với cái bự nằm đây đi, minh họa đây dễ thì đó. Còn cái cơ của bạn tập thì nó sẽ tác động cơ dọc ngoài đây với cơ phía má bên này nha. Cái má bên này, má bên này nó sẽ nhỏ hơn cái cục bên này. Đó. Chúng ta tới với câu hỏi của bạn 12226. Gấu của em có cẳng tay hơi bé nhưng phần bắp tay thì cũng không nhỏ lắm. Theo anh thì nên giải quyết bằng cách gì, bài tập gì và tập như thế nào? Thôi kệ bạn, bạn không cần phải lo cho gấu bằng cái chuyện đó. Bạn lo cho bạn gấu cho đó là bạn là người đàn ông mà để ý những chuyện vặt, đúng không? Bạn lo cho gấu sao cho ba dòng cho đẹp kìa, dáng đi cho nó uyển chuyển kìa, tướng tá form fit rồi cho nó ngon lành kìa. Lo cái tổng thể thôi là muốn chết rồi bạn. Bây giờ bạn lo luôn cho cái cẳng tay của gấu bạn nữa để về chi? Nó có phản kháng đánh bạn cho đau hả? Đó, nên việc đó không thấy bạn cứ tập những bài rô thôi, cấu bạn cho tập những bài rô là đủ rồi, không cần phải cụp về đi cho nó mỏi và cho nó xấu nữa. Đó, bạn lo cho gấu bạn những cái gấu bạn cần. Chứ anh thấy bạn lo những tiểu tiết như vậy là nếu mà anh là gấu bạn anh thấy hơi bị khó rồi đó. Khó ở chung với bạn ở sau này bằng lo những cái tiểu tiết nhỏ hơn nữa kẹt. Mà vậy anh Duy thân mến, đối với những bạn nam mà gầy thì chúng ta luôn thường hay có một cái mặc cảm, đó là ví dụ như cái mặc cảm thực tế trong cuộc sống là có rất nhiều phụ nữ là khi mà họ đối diện với những dù là đối tác hay là dù là bạn bè hay là người yêu đi nữa mà lại gầy quá thì vẫn có một cái gì đó nó không được mạnh mẽ, đúng không anh? Và chính vì thế mà cũng có rất nhiều bạn nam cảm thấy hơi tự ti và cũng rất là muốn là tăng cân. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì anh nghĩ rằng là đối với những cái bạn đó thì thường là họ nên sử dụng những cái dòng mát nào? Đã gầy quá gầy thì mát cao năng lượng thôi chứ mát nào nữa. Chúng ta tới với tâm sự của bạn 12227. Chào anh Duy Nguyễn và chị Thu Hương. Hiện tại em tên Thông, em ở Hạ Long, Quảng Ninh và có một câu hỏi như sau. Em rất gầy, cao 1m67, cân nặng 49kg. Em muốn tăng cân nhanh để có chút tự tin khi đi tán gái. Với các cô gái thì toàn chê gầy thôi nên giờ em vẫn còn ế vợ. Vấn đề thứ hai là em đặt mua Muscle Mass Gainer trên trang thể hình online. Em dùng thấy có chút tiến triển tốt. Nay muốn nhờ anh tư vấn là em có thể dùng nên thêm sản phẩm bổ sung nào nữa để kết hợp với Muscle Mass nhằm tăng cân hiệu quả hơn không? Vậy thì theo anh thì bạn có được nên là kết hợp thêm một sản phẩm nào khác nữa để tăng cái hiệu quả tăng cân lên không? Reward cao mà. Anh đã nói rất là nhiều lần rồi. Bây giờ Muscle Mass thì nó đi cặp với Reward cao. Thì hai sản phẩm đó thì kết hợp với nhau thì nó sẽ tăng cân. Còn nếu bạn còn chơi sang chút nữa thì có thể là chọn mua Amino 6000. Đó, Amino 6000 hoặc là BCA gì đó, uống những lúc mà không xài mát á. Đó, đó là vấn đề kinh tế thôi. Còn nếu mà căn bản thì vẫn cứ Muscle Mass và cái Reward cao là tạm đủ. Đó, còn bây giờ anh nói là thêm bạn á, giờ mà tán gái á, body là một lẻ, còn nhiều cái khác các bạn. Cái miệng nó lợi hại kinh khủng luôn các bạn. Đó, người ta nói là đẹp trai bằng trai mặt, bạn đừng có bạn luyện phải luyện nhiều cái. Nó chứ bạn không cần phải luyện một cái mà luyện body không và không luyện mấy kỹ năng mềm kia là bạn cũng không dính nổi đâu. Anh nói thật, có những người body rất xấu nhưng mà tán rất ghê.
Và tiếp theo là em không có thời gian đi tập gym nên em có mua giàn tạ đa năng về tập, nhưng chưa biết cách tập nào hiệu quả nhất đối với người gầy muốn tăng cân như em. Mong anh Duy và chị Thương có thể tư vấn giúp. Anh nói rồi, cái giàn tạ đa năng của bạn đó nha, bạn tập kiểu nào nó cũng tăng cân hết. Tại vì cái giàn tạ đa năng chắc chắn là tập nặng không có được rồi. Mà tập chỉ có nước tập nhẹ tập nhiều thôi. Thì bạn canh đồng hồ mà tập 30 phút trở lại. Bạn canh đồng hồ mà tập gì cũng được, cái máy nó cho tập được cái gì bạn tập đó, 30 phút trở lại. Rồi bạn nghỉ bạn ăn uống, vậy là được rồi. Anh Duy thân mến, như các bạn đã biết rồi đó là hiện nay Thể Hình Online có một trang fanpage đúng không ạ? Với trang này thì chúng ta đã có khoảng là hơn 6.000 thành viên, cụ thể là 6.500 mấy đúng không anh? Hơn 6.500 thành viên. Vậy thì hiện nay thì cũng rất có nhiều bạn là muốn gia nhập vào trang fanpage này, nhưng mà vẫn còn có vẻ là ứ động một số lượng cũng khá là lớn. Anh Duy nghĩ sao về vấn đề này? Em nghĩ rằng là đến một lúc nào đó thì anh Duy cũng cần phải giải quyết vấn đề này. Tại vì trong số lượng ứ động đó thì cũng có những bạn là rất là muốn tham gia, còn có những bạn thì lại chỉ tham gia để như mang tính chất như là học hỏi hoặc là tham gia vào một cái group để cho vui thôi. Thì anh nghĩ sao về vấn đề mà như thế này? Nói chung thì giờ cái group này á, số lượng lúc trước á, thì cũng thoải mái cho các bạn. Mà thoải mái cho các bạn giải quyết hậu quả hoài mệt quá đó. Ngày nào cũng có chuyện hết, không ai làm được gì hết. Bản thân anh cũng phải dính cho mấy cái chuyện đó, mất thời gian. Và bản thân mấy các bạn admin khác á, thì cũng dính cho mấy cái chuyện đó, mất thời gian. Và có những bạn mới, bạn trẻ, bạn không biết gì cả, mà đứng giữa hai cái luồng dư luận, hai cái luồng tranh cãi như vậy. Các bạn cũng chả biết là bên nào đúng, bên nào sai. Bạn cũng gọi là rất là đau não. Mà làm một cái việc bây giờ quá nhiều người đau não quá, thôi đóng cũng cho vô nữa. Mà không cho vô nữa các bạn nói, ôi xanh mở fanpage mở mà không cho vô. Không cho vô thì giờ anh không đưa ra ý kiến này, nhưng mà các bạn admin họp lại với nhau đưa ra cái ý kiến này, bây giờ muốn vô cũng được nữa. Bây giờ các bạn phải làm cái bài test trên 500 điểm, hoặc là ông trên 5 điểm á, tức là 50% á, đúng á, thì các bạn sẽ được vào. Tại sao làm bài test như vậy? Thì cái bài test như vậy, trong bài test đó nó có những câu hỏi rất là gọi là rất là căn bản về THOL. Nó về những cái việc làm, hành vi, những cái gì đó của THOL từ trước đến giờ, trong đó có những cái việc làm và cái quan điểm của anh trong đó nữa. Đó, nên nếu mà các bạn làm đạt được trên 5 điểm thì tức là các bạn cũng đã hiểu một phần rồi. Các bạn cũng đã hiểu một phần về THOL và cũng bạn cũng biết được cái triết lý, cái đường đi của THOL đi như thế nào. Thì lúc đó các bạn post bài, các bạn cũng post admin khỏi phải lọc. Đó, còn bây giờ các bạn có tưởng đâu group THOL cũng những group khác. Các bạn vô bài post sầm này nọ, thứ nhất là loãng và thứ hai có những bài mà gọi là mà vô đi, mà vô mày phá group nó đi. Đó, đó các bạn kiểu như vậy thì để coi phá được bao nhiêu. Nhưng mà cái vấn đề đó bây giờ nó là như vậy. Các bạn có kêu anh cũng thấy cái việc làm của mình là đúng và cũng không muốn thay đổi. Ít ra các bạn vô được THOL thì các bạn phải hiểu được THOL ở một cái mức độ nào. Đó thì các bạn vô. Còn nếu mà các bạn không cần vô, các bạn xem bài vẫn được, các bạn chỉ không comment được thôi. Đó, bài người khác post bạn vẫn xem được. Đó, còn bạn muốn post hỏi trực tiếp á, thì bạn có, nếu bạn thành viên trong đó thì bạn hỏi trong đó không nói. Còn nếu bạn không là thành viên trong đó thì bạn đặt câu hỏi đây, anh vẫn trả lời bạn một cách không thể nào nhiệt tình và vui vẻ hơn. Đó thì không có con đường nào làm khó các bạn cả. Đó, chỉ có cả các bạn làm khó THOL mà thôi. Đó, đôi khi các bạn tự nhiên post một cái bài nào đó, đăng một cái thực phẩm bổ sung lên, mày bạ lên, các bạn hỏi ngay xui xui lúc đó, ngay đợt đó THOL có thanh tra đi, thanh tra Bộ Y tế, thanh tra THOL, tự nhiên thanh tra đâu lấy ra coi hết, coi đưa vô fanpage xui sau ngay cái bài đó nữa, anh giải thích như thế nào bây giờ, rất là khó. Và có những bạn, và có những bạn post bài của những sản phẩm của thương hiệu khác này nọ kia, rồi các bạn hỏi, các bạn đem ra một cái sự so sánh đó, rồi các admin nào mà ngây thơ trong đó đó, các admin ngây thơ đó đi mà so sánh. Thí dụ sản phẩm của người ta có dở thì kệ người ta, mà các bạn admin trong THOL là các bạn nói là dở, xong rồi cái chụp ngay cái câu nói đó đi kiện ngược lại THOL đang chơi bay sản phẩm khác. Nói chuyện như vậy nó không đáng một tí nào cả, và THOL không có rảnh hơi để làm những cái việc như vậy. Có những cái đôi khi các bạn admin nhiệt tình quá, các bạn còn trẻ quá, các bạn nhìn chuyện chưa có ra, nói nên các bạn xui xui sao để dính như vậy, thì người giải quyết vẫn là phải anh. Nên thôi giờ cái group đó thì nó ít mà nó vui, đỡ hơn nó đông mà nó loãng. Nó nếu mà bạn nào đó muốn thật sự muốn vào thì bạn cứ theo dõi thời gian, bạn làm bài test chắc chắn trên 5 điểm. Bài test không có khó, bài kiểm tra rất là đơn giản. Còn nếu mà các bạn làm không được thì không còn gì để nói nữa.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với một tâm sự của một bạn fan của anh Duy với câu hỏi mã số 12228. Em đã tập gym được 4 năm nhưng chưa bao giờ sử dụng thực phẩm bổ sung. Mãi đến khi biết đến anh thì em mới sử dụng whey. Em thấy rất khâm phục anh và em nghĩ cả nước Việt Nam này trong thể hình thì chưa ai có nhiều hy sinh và cống hiến như anh. Trang thể hình online hầu như tất cả các kiến thức về gym, bài tập và cả dinh dưỡng. Em không có câu hỏi nào cả. Em chỉ gửi đến anh sự cảm phục, chúc anh nhiều sức khỏe để đóng góp cho nền thể hình chung. Em biết rằng ở ngoài có rất nhiều người ghét anh và em cũng không hiểu tại sao. Em nghĩ đó là sự ganh tị của một thế hệ ở Việt Nam khi mà thấy một nhân tố nào đó tỏa sáng. Như Sơn Tùng MTP, nổi tiếng, cũng tài giỏi nhưng vẫn có rất nhiều anti-fan. Mong anh Duy đừng nghĩ ngợi nhiều và anh cũng vẫn phải thủ cho riêng mình anh nhé. Em thấy xung quanh anh rất nhiều kẻ nịnh hót và anh nên thận trọng. Em rất là hâm mộ anh và muốn thần tượng của mình thì luôn được tỏa sáng. Nói chung là chúng ta thật sự cảm ơn em. Thì anh cũng biết những điểm đó, anh cũng vẫn biết. Nhưng mà bây giờ các bạn có nịnh anh không nịnh anh đó, thì anh vẫn đối xử với các bạn rất là bình thường, vẫn trên góc độ rất là bình thường, đôi khi cười nói giỡn này nọ vậy thôi. Chứ còn khi mà các bạn làm việc với anh, các bạn muốn nịnh anh cũng không được. Khi các bạn làm việc với anh, các bạn không cách nào mà nịnh được anh hết. Tại vì anh làm việc thì anh rất khó. Rất khó mà các bạn nịnh mà nịnh vô lý là cả như lên đường luôn á. Đúng không? Tự nhiên ổ ra anh Duy đẹp trai quá, nịnh. Anh ngày nào cũng đẹp, mày nói của đó là mày nịnh. Nó chạy kiểu nào đúng không? Nên hầu như là các bạn nào làm việc với anh không ai nịnh anh cả. Nó chỉ có những bạn ở ngoài đâu, lâu khi các bạn chọc chơi này nọ thôi. Anh không biết cái đó là nịnh hay không nịnh, nhưng mà chuyện đó nó cũng thật sự quan trọng. Còn bây giờ có xã hội mà, người thương kẻ ghét thì chuyện đó là chuyện của người đời. Anh thì anh cũng biết như vậy, nhưng mà anh cũng không có để trong tâm trí làm gì cả. Tâm trí anh thì như bạn nói, giữ gìn sức khỏe, tập gym để có sức khỏe để tốt, để tốt và làm việc nhiều hơn. Đó. Bây giờ người bình thường ta làm 8 tiếng ta mệt, anh tập gym anh làm được 12 tiếng đó là anh thành công. Và trong 12 tiếng của anh làm dây nào nó đáng dây đó, cái đó là thành công hơn. Thì anh thực hiện triết lý thêm phục vụ cuộc sống để cho phục vụ được công việc của anh. Công việc của anh nó gồm có những khía cạnh, nó có những cái công việc khác nhau. Và trong đó nó có những cái công việc mà ngồi đây trả lời hỏi đáp các bạn. Đó là trả lời hỏi đáp xong lại có những cái công việc khác. Thì anh cũng duy trì lèo lái con thuyền VBT đi đến cái đích mà anh mong muốn. Đó. Tất nhiên là anh cũng vẫn phải làm kinh tế. Làm kinh tế để có kinh phí mới làm được những cái việc khác. Đó là cái quan điểm của anh. Còn không ai trên đời này làm cái việc mà không tính toán cả. Đó. Nên các bạn đừng có so sánh anh với người khác. Tại vì người ta chưa có làm thôi. Chứ không ai mà tự nhiên làm. Giả sử như là làm một cái video mà bao nhiêu tiền. Ví dụ như làm một cái video bao nhiêu tiền, hay là tự nhiên làm gì mà nó nhiệt tình quá trời, thì chắc chắn họ phải có một cái gì đó. Chứ không thể nào họ không có làm việc một cách vô tư. Đó là việc một cách vô tư á, thì anh nghĩ là sẽ rất là khó. Và bản thân anh tại sao duy trì được một khối lượng video nhiều như vậy? Tại vì anh có kinh phí. Anh có kinh phí anh mới duy trì được. Và cái kinh phí đó đâu ra? Kinh phí đó không phải là do những bạn định hot anh mang lại cho anh. Kinh phí đó không phải là do cái THOL fanpage mang lại cho anh. Mà kinh phí đó là do anh phải set up một cái mạng lưới kinh doanh nó đã bao nhiêu năm trời rồi. Nó mới có được kinh phí đó. Cái doanh số bán lẻ của THOL không đủ tiền để cho THOL duy trì và tồn tại. Đó. Và các bạn cứ tính nhẩm đi, một cái video đơn giản như video hỏi đáp này thôi. Một số là phải 1 triệu đồng. Tiền thiết bị, tiền công, tiền này, tiền kia. Tiền cho Sư Thu Hương son môi, son mắt. Đó. Đó là phải là 1 triệu đồng một số là bèo. Thì bây giờ tới số này số 500 bao nhiêu rồi đó. Thì bạn cứ ước tính đi. Đó. Và trong năm nay thì cái kinh phí dự trù cho THOL Media, cho THOL Media đó phải là 1 tỷ đồng. Thì anh phải kiếm 1 tỷ đồng đó đâu ra đây? Thì phải kiếm 1 tỷ đồng bằng con đường kinh doanh chứ bằng đường nào? Xã hội này đều phải kiếm tiền bằng cách kinh doanh hết. Đó, có người kinh doanh là hàng hóa phi vật thể, có người kinh doanh hàng hóa vật thể. Anh kinh doanh cả hai. Đó, bạn thấy là trong trang web thềnonline.com.vn của anh có cái mấy banner quảng cáo đó. Google trả cho anh tháng được gần 1 triệu đó. Đó là kinh doanh phi vật thể đúng không? Đó, còn bây giờ kinh doanh vật thể là THOL vẫn có. Đó, THOL BBT kinh doanh hàng hóa, kinh doanh thực phẩm bổ sung, nhập khẩu từ bên Mỹ về, phân phối lại cho các đại lý. Cái đó là kinh doanh vật thể. Còn kinh doanh phi vật thể là trong phòng gym. Tháng nào là tháng nào hên thì nó lời được chút đỉnh. Tháng nào xui thì nó lỗ, tháng nào bình thì nó không hề vốn. Nói chung kinh doanh mà, không nói trước được là có tiền không có tiền. Nhưng mà anh kết hợp từ nhiều mảng lại với nhau. Và trong những mảng kinh doanh nó phải đem lại lợi nhuận. Và cái lợi nhuận đó anh trích một phần để anh đầu tư vô Media Team. Đầu tư vô những cái gì mà anh cảm thấy là cần đầu tư.
đầu tư cho những cái câu nói của anh, câu nói thành phục vụ cuộc sống, anh phải đầu tư để anh phát triển nó. Chứ anh là một người không phải là nói miệng, anh nói là phải làm được, cái đó là duy nguyện. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12229. Các bạn thân mến, thì chúng ta được biết rằng là trong một ngày thì chúng ta nên tập từ 1 cho đến 2 buổi. Nếu mà tập 2 buổi thì nên là sáng sớm thì chúng ta tập cardio nhẹ nhàng đúng không ạ? Rồi đến cuối ngày thì chúng ta tập luyện. Nhưng mà miễn sao là 2 buổi cách nhau tối thiểu là 8 tiếng để chúng ta phục hồi. Còn thông thường thì tất cả chúng ta vẫn cứ tập là mỗi ngày một buổi đúng không anh? Có những ngày nghỉ và có những ngày là tập. Vậy thì theo anh Duy, nếu mà trong trường hợp là thứ 2 và thứ 5 thì tập ngực, vai và tay sau, và rồi cũng có thể là tập ngực vào buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ rồi chiều lại tập vai và tay được không? Có nghĩa là một ngày là bạn tập 2 buổi, sáng tập ngực, tối tập tay và vai. Không nên. Đó, một ngày á, nếu bạn có rảnh á, thì bạn chỉ làm một cái hình thức vận động là một lần thôi. Hình thức vận động buổi sáng mà ra cho tập tạ. Thì buổi chiều bạn phải chọn cardio, bạn còn đường khác. Bạn cứ tạ và tạ, làm sao nó phục hồi kịp. Ngày buổi sáng mà để ngực, đó là cơ thể mình đã hoạt động hơn session rồi, tức là hoạt động hơn một chu kỳ rồi, hoạt động hơn một lần rồi, cơ tay sau đã hoạt động rồi, vai hoạt động rồi luôn. Bây giờ chiều bạn lại tập hai nhóm cơ đó nữa thì cái độ hiệu quả nó sẽ không có. Không phải là không có, độ hiệu quả vẫn có mà không cao bằng tách biệt với hai ngày. Trong khi đó nó mất thời gian của bạn nhiều quá. Tại sao bạn rảnh quá vậy? Bạn rảnh thì bạn đi làm việc khác, bạn đi học nè, bạn đi làm nè, hoặc bạn đi kiếm thêm một cái gì đó để cho cuộc đời bạn nó màu sắc hơn. Đó, bạn đừng đi tập tạ mà nhiều quá. Đó, còn trừ khi mà bạn đi làm vận động viên thi đấu thể hình đó thì đó huấn luyện viên của bạn chỉ bạn. Anh không dám góp ý. Vậy thì cũng với trường hợp tương tự là nếu buổi sáng thì chúng ta chạy bộ và chiều chúng ta HIIT thì có được không anh? Cũng cái đó thì được. Cái đó thì nó sẽ mang tính chất đốt mỡ. Đó, đốt mỡ. Còn khi mình tập tạ đó là mình nghĩ tới chuyện phát triển cơ và phát triển sức khỏe nói chung trước cái đã. Đó, cái chuyện đốt mỡ là chuyện phụ. Đó. Hai cái cardio được, nhưng mà hai cái tập tạ thì anh thầy nghĩ là hơi bị kẹt nha. Bây giờ chúng ta cùng tới với câu hỏi của bạn 12230. Em là nam 16 tuổi, cao 1m85, nặng 110kg. Hiện tại thì em mới tập gym được 2 tháng và đang dùng Lipo 6. Em định trong kỳ nghỉ hè khi có nhiều thời gian, em sẽ tập trung vào việc tập và ăn uống hơn để dọn bớt mỡ. Khi ấy sẽ mua stack giảm mỡ và tập theo giáo án trung học cơ sở của anh. Em định sáng chạy bộ trên bờ biển và chiều thì tập đúng theo giáo án kết hợp với cardio nhẹ. Vậy là chiều mà lại còn tập tạ và lại còn cardio nhẹ nữa thì có vẻ như là tần số tập luyện của chúng ta là hơi cao đúng không anh? Chả sao, bạn này giảm mỡ đó. Bạn này có mục tiêu rõ ràng, bạn làm một cái việc có ích. Đó là bây giờ á, bạn đang cần giảm mỡ thì mình phải làm sao được gọi là thâm hụt calo nhiều nhất bằng cách mình đốt calo nhiều. Thì bạn rảnh, bạn tập như vậy là hợp lý. Còn riêng cái bạn hồi nãy kìa, bạn tập kiểu đó là anh biết bạn mục tiêu phải là giảm mỡ rồi. Bạn tập hai cái tạ luôn. Đó là mục tiêu của bạn là chắc là tăng cơ thôi, mà tại bạn quá rảnh đi. Sáng tập, chiều tập nữa là cả như nguyên ngày bạn chỉ có tập thôi. Do chưa dùng RealCar bao giờ nên em mua một điều. Em có một điều thắc mắc, đó là cách tập của em như vậy thì nên uống vào sáng hay chiều? Quất hai lần luôn bạn. Bạn mua RealCar nhẹ nhẹ thôi mà chơi hai lần luôn. Và hy vọng với chia sẻ của anh Duy vừa rồi thì sẽ giúp cho hai bạn của chúng ta là ví dụ như là ở bạn vừa rồi thì chắc chắn là bạn muốn tăng cơ được phần body trên đúng không ạ? Thì nên là sắp xếp lại lịch tập để cho cơ của chúng ta có thời gian dài hơn để phục hồi và thì mới có thể phát triển được. Và ở trường hợp của bạn cuối cùng thì Hưng nghĩ rằng là bạn nên sử dụng Lipo vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy đúng không anh? Và một viên thứ hai vào giữa buổi chiều. Thì vấn đề mà dùng viên thứ hai này thì theo anh Duy là nó có cần phải lưu ý là trước hay sau tập hay không? Không cần trước hay sau tập, chỉ cần cơ thể bạn nó chịu được là vẫn cứ chơi. Với chia sẻ vừa rồi thì hy vọng là bạn sẽ có một cách sử dụng mà Lipo thật là rõ ràng hơn và chúc cho bạn là sẽ nhanh chóng giảm được mỡ nhé. Tại vì bây giờ khối lượng ký của bạn cũng không phải là ít đâu, cũng hơn 100 ký đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà vận động nhiều và giảm mỡ rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái tần suất tập luyện, hiệu suất tập luyện của chúng ta phải nhẹ nhàng thôi đúng không anh? Và vận động nhiều thì sẽ giảm mỡ. Chúc cho bạn sẽ thành công với vóc dáng của mình. Và câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chương mục của chúng ta ngày hôm nay, hỏi đáp số 577. Và trước khi kết thúc chương mục hỏi đáp này, anh xin bổ sung ý đính chính một cái ý nhỏ là trường hợp hồi nãy Thu Hương hỏi anh là cái Lipo đó có uống được, nên uống trước tập hay sau tập, thì anh trả lời uống lúc nào cũng được. Nhưng mà bây giờ trường hợp của bạn là như vậy đúng không, trường hợp của bạn đang là tập 2 buổi thì bây giờ á, cái Lipo của nguyên tắc là sao, uống viên thứ hai cách viên đầu tiên là 8 tiếng tới 7 tiếng, thì bạn ráng á, sắp xếp làm sao á cho cái buổi tập của bạn á, để cho cái viên Lipo thứ hai nó rơi vào trước tập, như vậy thì nó sẽ hay hơn.
nó sẽ hay hơn đó, chứ không phải còn uống sau tập thì nó không hay bằng nha. Tại vì là khi mà mình tập buổi chiều mình uống sau tập thì nó có thể là nó sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của mình đúng không anh, có thể là mình tỉnh táo quá. Còn nếu bạn uống sau tập thì ở đây sẽ là một cơ hội để cho lipo sẽ dọn cái lớp mỡ của mình để chuyển hóa thành năng lượng cho chúng ta tập luyện đúng không? Đúng. Và câu hỏi của bạn thì đã hoàn toàn là đã có một câu trả lời rất là rõ ràng từ phía anh Duy rồi. Bây giờ chúng ta dừng hỏi đáp số 577 tại đây nhé. Thu Hương và anh Duy Nguyễn sẽ trở lại với các bạn trong hỏi đáp số 578. Xin thân ái kính chào các bạn. Hạnh phúc đời ta không thể vắng xa, diêm chính là đời nào đen liệt sức mạnh để chẳng thua ai. The Bell Girl cánh tay chàng càng sức sống mà nơi. Bài tập squat mông công tôn gian sexy, cơ bắp cứng căng theo nhịp bên rest siêu đẳng, nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio, tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp, mạch máu sôi sục ba bero zenigita sa kẹt sa đơn đậm đà chất nam tinh. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p. Do đó, các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn. Và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.